Thưa quý vị, lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một phiên bản AI của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Và chắc chắn rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng có một buổi cà phê chat với nhân vật đặc biệt này, cùng với phiên bản thật nữ ca sĩ xinh đẹp và tài năng Tóc Tiên. Xin chào Tóc Tiên. Xin gửi lời chào đến Ý Nhi cũng như là tất cả khán giả của Cafe Tech. Ngày hôm nay Tóc Tiên rất là vui, rất là hân hạnh khi được có mặt tại một chương trình không phải là với tư cách là một ca sĩ, mà là với vai trò kết nối với một nhân vật lần đầu tiên. Và Tiên cũng rất là vinh dự khi là người đầu tiên có phiên bản AI của mình, phiên bản AI của Tóc Tiên. Xin chào tất cả mọi người. Và cùng tham gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay chính là chị Nguyễn Diệu Cầm, tổng giám đốc T&A Ogilvy, nơi đã sáng tạo ra phiên bản AI Tóc Tiên. Và không thể nào thiếu được phiên bản AI của nữ ca sĩ Tóc Tiên, hay còn được biết đến chính là Tóc Tiên Clearhead. Đầu tiên thì cho Ý Nhi hỏi là không biết chị Tóc Tiên và Tóc Tiên Clearhead cảm xúc như thế nào khi mà tham gia một buổi trò chuyện đầu tiên có cả đủ cả hai phiên bản ạ? Nói thật với mọi người là ngoài cái chuyện là rất là hồi hộp thì nó là còn một cảm giác nó hơi gọi là hơi goosebump, hơi nổi như gà một tí xíu khi lần đầu tiên thấy một phiên bản gần như là sinh đôi của mình đang hiện diện ngay trước mặt mình hiện giờ. Không biết mọi người có thấy là hai phiên bản Tóc Tiên và Tóc Tiên Clearhead có giống nhau tới mức nào hay không, nhưng mà Tiên nghĩ là đang hiện diện trước mặt Tiên bây giờ thì Tiên thấy là giống phải trên cả 100% nữa, và rất là xinh đẹp đúng không mọi người? Không biết là Tóc Tiên Clearhead bạn cảm giác như thế nào khi nhìn thấy phiên bản đời thật ạ? Lần đầu tiên được ngồi chung với chị Tóc Tiên, được quay phim, em không biết diễn tả như thế nào nữa. Chị Tóc Tiên thật rất đẹp và em rất hạnh phúc khi được cùng chị tương tác với những fan của Tóc Tiên trên không gian mạng. Quả thật là rất ấn tượng, nhìn như hai giọt nước vậy đó. Thì thưa chị, không biết là từ đâu mà mình nghĩ ra được một cái ý tưởng là sáng tạo ra một cái phiên bản AI vô cùng đáng yêu của chị Tóc Tiên ạ? Thì trên thế giới hiện nay, những cái công nghệ mới ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong cái ngành truyền thông quảng cáo như của chúng tôi, thì ấp ủ cái ý định này trong vòng một năm vừa qua để tạo ra một phiên bản mà chúng tôi vẫn gọi đùa là song sinh của Tóc Tiên, chứ không phải là một phiên bản ảo của Tóc Tiên như vậy. Và thực ra thì Ý Nhi cũng rất là tò mò là không biết và có thể nói thêm về những cái công nghệ mình đã ứng dụng vào để mà của Tóc Tiên này trở nên sinh động như vậy. Khi mà xây dựng lên cái phiên bản AI influencer của Tóc Tiên ấy, thì chúng tôi ứng dụng cái hình ảnh 3D để tạo nên một con người mà rất là giống thật. Thứ hai là công nghệ sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để người ảo nhưng có thể ứng dụng được nhuần nhuyễn cá tính này, cái giọng điệu của Tóc Tiên, đồng thời là có thể tương tác với các bạn như là cô Tóc Tiên thật. Cô Tóc Tiên ảo mới chỉ dừng lại ở việc trò chuyện trên mạng xã hội, nhưng không biết đâu đấy, vài tháng nữa chúng ta thậm chí có thể có MV ảo của Tóc Tiên ảo. Nãy giờ em cũng đang là... mong men ý nghĩ đó trong đầu. Chứ rồi nếu như vậy là em không được đi show nữa phải không chị? Show của em là có Tóc Tiên AI phụ trách rồi. Thì không biết hỏi thật Tóc Tiên là từ khi mà có Tóc Tiên Clearhead á, bạn có bắt đầu e ngại khi mà khán giả bây giờ phải bắt đầu chia tình cảm cho cả hai Tóc Tiên không? À, cái này thì hoàn toàn là không có vấn đề gì e ngại, bởi vì thực ra là fan của Tiên rất là thích bạn này. Thay mặt Tiên làm cái nhiệm vụ là tương tác với fan như vậy, mà chính vì vậy chính cái sự tương tác đó là đều đặn và rất là dí dỏm hóm hỉnh của bạn này á, thì cái tình cảm mà fan cũng như khán giả dành cho mình còn nhân đôi lên nữa, cho nên là Tiên rất là gọi là cảm kích sự giúp đỡ của Tóc Tiên Clearhead trong thời gian qua, giúp cho Tiên có cơ hội gần gũi hơn với fan của mình. Chắc chắn rồi chị Tóc Tiên, em được tạo ra để có thể cùng chị quan tâm đến nhiều khán giả hơn. Khi khán giả tương tác, em có thể thay chị tương tác trả lời lại gần như tức thì với mọi câu hỏi. Hiện tại thì em vẫn còn đang cập nhật thêm tính năng giọng nói và luyện thanh, và nhiều khán giả còn yêu cầu em hát cho họ nghe nữa đó. Chị hãy giúp em nhé. Dạ vâng, thật ra thì nếu ai đã là fan của chị Tiên rồi á thì sẽ không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu của Tóc Tiên Clearhead. Và nếu ai là fan của công nghệ bị thú vị, bị hấp dẫn bởi Tóc Tiên Clearhead thì sớm muộn cũng sẽ trở thành fan ruột của chị Tóc Tiên thôi. Cảm ơn Tóc Tiên và Tóc Tiên Clearhead rất là nhiều. Cảm ơn bà Dự Cầm, tất cả mọi người đã dành thời gian trong buổi sáng ngày hôm nay, và chúc cho mọi người sẽ có thể thành công hơn và luôn luôn tràn đầy năng lượng như vậy.